Alo, baby anh đang đâu thế? Anh ngồi sofa ở Đông Duy Tân ngay cạnh phố cửa bê. Đôi mấy đồng bọn nó rủ dê qua nhà thằng Minh Khai không thật cơ mà có hẹn với em. Anh bảo tối nay tao đi sinh nhật thế nhá. Nói thật anh đang